Xin kính chào các bạn khán giả của kênh Bóng Trong Sơ. Các bạn mến, đây là những phút cuối cùng của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan trên sân vận động Thống Nhất. Và lúc này thì chúng ta đang tạm dẫn với tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội tuyển quốc gia Việt Nam, với hai bàn thắng của Tuấn Hải ở những phút ghi bàn, những phút cuối cùng của hiệp 1 và những phút cuối trận. Đây là những hình ảnh cuối cùng sau trận và mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh sau khi kết thúc trận đấu nhé các bạn nhá. Như vậy là trận đấu đã kết thúc và chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Sau chiến thắng ngày mai thì toàn đội sẽ giải tán và ngày mai các cầu thủ có thể trở về với gia đình cũng như câu lạc bộ của mình. Các tuyển thủ như Công Phượng, như Văn Thanh, Văn Toàn, Đình Trọng, Hùng Dũng sẽ trở về với câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị tham gia Cúp Tứ Hùng tại Hải Phòng. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy Văn Lâm là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất. Văn Lâm làm đội trưởng và Văn Lâm chỉ huy hàng thủ cũng như đã làm rất tốt vai trò trong khung thành của mình. Lúc này thì Trái Bắc đang yêu cầu các học trò ra để chào khán giả. Năm nay những cầu thủ như Tiến Linh, như Hùng Dũng, Văn Toàn, hai thủ môn đó chính là Nguyễn Tuấn Mạnh và Vinh Quang đều không được thi đấu. Thực sự thì Văn Lâm ngày mai thi đấu rất tốt. Đình Trọng đang gặp phải một chấn thương nhỏ. Thì anh Đức có chiến thắng đầu tiên trong một cương vị mới với huấn luyện viên Park Hang Seo. Đi chơi xin một cái ảnh này làm thăm nhé. Một cái niềm vui của Văn Lâm cũng như các đồng đội được chuyển năng bế bổng Văn Lâm lên. Cho các bạn đó chính là Ilo Smith đang bế bổng Văn Lâm lên. Hết sức tuyệt vời tại sân vận động Thống Nhất. Ngoài thì các cầu thủ dự bị của Afghanistan cũng đang chạy khởi động, bởi vì họ cũng là những cầu thủ ít được không được tham gia trận đấu hôm nay. Đang hai màn Viking tại sân vận động Thống Nhất. Các khán giả tại Thống Nhất cũng đang được xin chữ ký. Tất cả đang chờ đợi
Ok, tất cả đang chờ đợi thầy phóng viên Quang Sơ ra để xin chữ ký. Các bạn thấy một slogan rất hay, cháu ở miền Tây 3 ngày 3 đêm đợi xin chữ ký get go. Ngoài thì toàn đội đang đi quay sân để chào các khán giả.